Bây giờ trước khi mình tiến hành lập thủ tục hồ sơ, mình phải có một cái bước là tính phòng nguyện nha. Nhân danh cha và con và thánh thần, em cầu xin Chúa thánh thần người thương thông viên hồn con ban xuống cho con hồn ân đang chứa trao dồi cho đáng ngôi thánh người. Nguyện xin Chúa ngôi ba đôi nghe lời con khi tham tình thương mến ấm của con ngày đêm làm xa là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận một căn bệnh. Tiếp theo đó là bệnh của chị Maria Phạm Thị Hoàng Anh. Chị thuộc giáo xứ Thánh Gia, giáo hội Nha Trang. Là Chúa Giêsu. Chúng con cầu xin Chúa là đứng vào lòng thương xót. Hãy chữa lành cho chị Maria Phạm Thị Hoàng Anh. Bởi vì điều mà chúng con tin đó là chị đã có niềm tin vào Chúa và chị cũng đã đi theo Chúa ba mươi mấy năm. Hôm nay là 36 năm rồi. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây trong cuộc đời chị đều tin tưởng là có Chúa. Thế nhưng hôm nay chị lại mắc phải cơn bệnh hiểm nghèo, đó là căn bệnh khối u, gọi là ung thư vú. Thì xét theo niềm tin thì đây là cái phần phúc mà Chúa ban cho chị. Nhưng xét về mặt con người thì cũng có những cái phần đau đớn, những khó chịu. Xin Chúa hãy giải cứu những cái đau đớn này cho chị. Xét về mặt đức tin thì chị là nhân chứng cho lòng thương xót của Chúa ở trần gian này. Chúng con cầu xin Chúa hãy chữa lành cho chị này. Với ước mong của chúng con rằng chị này sau khi được Chúa chữa lành tại phòng khám này, chị sẽ về quê hương nơi mà chị đã được sinh ra. Chị sẽ tôn thờ Chúa qua việc ăn cây cỏ và hạt giống, cũng như là chị sẽ thờ Chúa đúng nghĩa mà Chúa đã dạy cho chị. Đó là lòng thành mà chúng con cầu xin Chúa chữa lành cho chị. Thưa anh chị em trên cộng đồng mạng, hiện nay thế giới đều nghe nói tới bệnh ung thư thì ai cũng chạy hết, không ai dám lại gần, mà ai cũng không còn thuốc để cho người ta uống hết. Thế nhưng chúng tôi cũng hết sức là liều lĩnh, liều mình, liều mạng luôn để quyết lòng giúp đỡ cho chị này. Vậy tôi cầu xin cộng đồng mạng hãy cầu nguyện cho chúng tôi sức khỏe để nghiên cứu giúp chị này, cũng như xin cộng đồng mạng hãy cầu cho người chị này, người chị em của mình là Maria Phạm Thị Hoàng Quanh. Xin tất cả những ai mà gặp được cái video clip này hãy cầu nguyện cho chị Maria Phạm Thị Hoàng Quanh được qua cái cơn hiểm nghèo là bệnh ung thư vú, được sớm mau trở về để trở về với gia đình, với chồng, với con để sống tốt đạo ở đời, để phục vụ cho nước Chúa ở trần gian này. Đó là lời chân thành mà cha kêu gọi những anh chị em ở trên cộng đồng mạng những ai gặp được cái video clip này. Là Chúa Giêsu, chúng con cầu xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người xem video clip này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ. Hằng xem thay mặt Đức Chúa Trời sẽ mang nhiều dễ yêu cùng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. À con ơi, bây giờ cái bước đầu tiên là hồ sơ là cha cùng với con cầu nguyện nha. Cầu xin Chúa chữa lành cho con, rồi cầu xin cộng đồng mạng nếu mà họ biết được cái clip này
lành cho con nha. Đó là cái việc mà cha ban diện chẩn ở đây với con và người thân của con nguyện lòng điều này. Sau cái bước là cầu nguyện rồi thì chúng ta đến bước kế tiếp là cha sẽ nhắc nhở con một số chuyện để con hiểu thêm về cái nguyên nhân mà con bị bệnh, cũng như con hiểu thêm về cái lý do mà dẫn con đến căn bệnh này, rồi để con biết được là tại sao con đi chữa không hết, để con sẽ bình yên mà con chữa ở đây nha. Vậy cha nói cho con nghe cái con biết lý do sao mà con bệnh không? Tới chừng bệnh là bệnh thôi à. Anh có biết lý do sao con anh bệnh không? Chị có biết lý do sao con chị bệnh không? Không kiêng được. Tóm lại là chị biết con chị là không kiên cự được cho nên dễ bệnh. Chứ chị có, chị đã biết được điều đó rồi, phần chị thì sao? Vậy thì làm sao mà đi khỏi vết xe đổ này? Xe trước ngã, xe sau tránh, thì bây giờ sao chị tránh đây? À, bây giờ cha nói cho con nghe lý do con bệnh nha. Có nghĩa là cái cơ thể của mỗi người không có ai đơn giản mà bệnh hết đâu. Thí dụ như cha lấy ví dụ cho con nghe này. Thí dụ như đây là một cái cây giống con mua đem về nhà trồng ha. Khi con mua đem về nhà trồng là cái giống này rất là tốt. Nó là nó đâm chồi đẻ nhánh nó tốt săn mượt luôn. Cái con ra chợ con mua ra cái chỗ mà người ta ưng trồng cái giống, con mua nó về là nó tốt, con mới mua. Con tin rằng con trồng nó là nó tốt đúng không? Cái con đem về con trồng xuống cái vùng đất nhà con đây. Đó nè. Đó. Vùng đất này thì nếu con là người cải tạo nó cho tốt rồi thì cái cây này con đặt xuống là nó phát luôn. Rồi khi con đặt xuống nó phát rồi thì bắt đầu con chỉ lo lắng là sâu bọ rồi rùi thiên địch bu lại nó thôi. Thì nếu con cẩn thận từng chút từng ngày thì cái cây này nó có bị bệnh không? Không. Đó nè. Mà nếu con mà chểnh mảng với cái việc trồng cái giống này thì nó bị sâu rầy hay là nó bị úng rễ hay là nó bị nước ngập thì cây này sẽ bệnh. Bệnh thì đâm ra nó sẽ ung thư. Ung thư là đâm ra nó sẽ chết. Thấy không nè. Vậy từ cái cây giống đó cha mới nói cho con nghe. Bản thân con là một cái cây giống nha. Ba mẹ con sanh con ra lọt lòng mẹ, con là một đứa con không tật nguyền, đúng không? Không ốm đau, không bệnh tật, không gì hết. Ba mẹ con mừng không? Mừng lắm. Vậy thì khi trong bụng mẹ thì ba mẹ chăm sóc rất là kỹ lưỡng. Mũi cắn được không? Trong bụng mẹ mũi cắn được không? Đó. Không có gì đụng vô được. Tại sao mà đụng vô không được không? Bởi vì khi con nằm trong bụng mẹ con là nằm trong cái dạ mẹ. Cái dạ mẹ thì không ai đụng vô được hết. Người mẹ bảo vệ kỹ, nghiêm ngặt, kỹ lưỡng. Tuy con sẽ nhìn thấy ngoài có cái quần, cái áo thôi. Thế nè. Nhưng mà khi mẹ con mang thai con là không có một quyền lực nào có thể chạm đến con được. Là ai bảo vệ? Người mẹ. Mà người mẹ chính là con nằm trong cái dạ mẹ của con. Cho nên người mẹ bảo vệ rất là kỹ. Không bao giờ ai đụng được. Đến khi bảo vệ đến ngày sanh con ra rồi, thì khi sanh con ra rồi thì bắt đầu giống như mua một cái cây, ở cái cây giống ở trong cái chỗ người ta ươm trồng, người ta kỹ không? Kỹ dữ lắm, đúng nè. Nhưng mà khi con mua về rồi con còn kỹ như người ta không? Không kỹ bằng người ta nữa. Cho nên con đem về con trồng đại. Thì giờ khi con ở trong dạ mẹ, người mẹ kỹ không? Kỹ lắm. Khi đẻ con ra rồi, những năm tháng đầu đời người mẹ kỹ lắm, bảo bọc con kỹ lưỡng lắm. Cho đến con khi con có trí khôn rồi, dần dần đến khi con trưởng thành rồi,
là tự nhiên giống như một cái cây đem ra trồng ngoài đất rồi, không, con không cần người mẹ người cha chăm sóc nữa. Bắt đầu con gặp đủ thứ mọi thiên địch nó đánh con đánh nó, con khỏe hơn nó là con thắng, mà con yếu hơn nó là con gục liền tại chỗ. Hay nè, vậy khi con ra khỏi vòng cái dạ mẹ rồi, bắt đầu người mẹ còn bảo bọc con một thời gian, đến khi con tẻ mẹ rồi, con trưởng thành rồi, là người mẹ không còn bảo bọc con được nữa, thì lúc này đây bắt đầu con tự do bay nhảy. Thì khi con tự do bay nhảy là con gọi là con không còn một khuôn phép gì hết. Ngày xưa con ở với mẹ, con đi tắm xong mẹ cũng rầy hắn nè, con ăn cái gì mà mẹ thấy không đúng là mẹ không cho. Con đi chơi mẹ không chịu hắn nè, con tắm sớm mẹ con cũng rầy, ê tắm trễ mẹ con cũng rầy. Con có công nhận cha chỗ này không? Đến khi con trưởng thành rồi, con có đâu còn nghe những điều đó nữa. Con bỏ hết tất cả những điều đó mà con nghe theo con. Vậy con nghe theo con là gì? Con nghe theo con là giờ đây con không còn ai lo lắng, chăm sóc, bảo vệ, nhắc nhở, bảo ban con nữa. Bắt đầu con như là một con chim bay tự do, bay lượn tự do. Vậy thì khi con bay lượn tự do như vậy, đến một lúc nào đó con bị gục ngã liền, là do ở bên ngoài tất cả những cái sóng to gió lớn nó ập vào con không hay. Cho ví dụ, tại ngày hôm nay con bị bệnh là như thế này. Khi cái cơ thể con nó không cho con dung nạp động vật, vì động vật nói theo khoa học là con người không được phép dung nạp động vật. Dung nạp là ăn nó. Còn nếu nói theo lời Chúa thì con người không được phép ăn thịt động vật. Con đọc cái câu này cho cha nghe không? Con đọc lớn lên câu trên đầu cho. Con đọc lớn lên cái. Đây nè. Bản này. Đức Chúa Trời phán. Đọc lớn lên. Đọc với cha nè. Đức Chúa Trời phán. Đây ta ban. Đọc đi. Dừng lại chỗ đó, để làm lương thực cho con. Có chỗ nào nói con động vật làm lương thực chứ? Đọc tiếp ra. Vậy Chúa có biểu mình ăn con động vật không? Có phải mình sai chứ con? Mình sai hoàn toàn. Mà khoa học không cho phép mình ăn. Chúa nói chứ không phải cha nói. Chúa không cho mình ăn, khoa học không cho mình ăn. Mà con đâu có biết. Phải vậy không? Con đâu có biết. Đến ngày hôm nay mà con gặp được cha, con biết được thì mọi chuyện nó đã muộn rồi. Khi hiểu ra đã muộn màng rồi. Khi hiểu ra là chết cả cuộc đời, còn gì đâu mà ước mộng chứ. Con thấy rõ ràng chưa? Khi con hiểu ra là con đã mắc chứng bệnh ung thư rồi. Mà con biết rằng thế giới này khi nói tới ung thư là tất cả phải bỏ chạy. Bỏ chạy, không ai có thể cứu sống được hết. Cùng lắm là họ vô hóa chất cho con, họ kéo dài sự sống chờ con chờ đến ngày chết. Đúng vậy không nè? Còn ở đây khác con. Ở đây khác. Ở đây cha không trị bệnh cho con theo kiểu khoa học. Mà theo kiểu khoa học là gì? Là dùng dao, dùng kéo để mổ xẻ. Mà cha trị bệnh theo cái kiểu khoa học là bằng thuốc nam, bằng diễn chẩn điều khiển liệu pháp. Nha, cha hồi nãy cha nói đó, coi cha không trị bệnh cho con theo kiểu khoa học là dùng dao, dùng kéo. Mà cha trị bệnh cho con theo kiểu khoa học là diễn chẩn điều khiển liệu pháp bằng thuốc nam, thuốc núm. Có nghĩa là giờ đây con người của con, giờ đây khi con đã mắc ung thư rồi, bác sĩ ở Nha Trang chạy rồi, bệnh viện ung bướu chạy con này nè, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện ung bướu là bệnh viện Sài Gòn nè đã chạy con rồi. Vậy thì giờ đây con chỉ còn chờ cái ngày mà con từ giã khỏi đời. Con không còn cách nào khác hơn nữa. Con không có một cái chọn lựa khác, phải vậy không? Con không còn chọn lựa nữa.
Và cái bệnh này nó báo cho con biết là con phải lên đường theo nó. Nhưng mà ngày nào thì nó chưa nói rõ. Nhưng Chúa cho con gặp được cha, gặp được ban diện chẳng ở đây. Với niềm tin của cha, với cái sự hiểu biết của cha và ban diện chẳng này, với cái lòng tin của con, với cái sự điều khiển liệu pháp của ban diện chẳng này, cha hy vọng rằng, cha tin tưởng rằng cha sẽ can thiệp được cái ung thư này cho con. Cha tin điều đó nha. Nhưng con cũng phải hợp tác với cha và ban diện chẳng để cùng can thiệp, chứ không phải là cha can thiệp mà con muốn tự do. Giống như mẹ con giữ con mà con không nghe lời, con cứ mở cổng con đi chơi thì mẹ con giữ nổi không? Phải không nè? Vậy thì bây giờ con về đến đây rồi, cha và ban diễn chẳng này can thiệp ung thư cho con, cấm nó không phá hại con, thì con cũng phải kết hợp lại với cha và ban diễn chẳng này nha. Thì cha nói lại cho con một lần nữa, cái lý do mà con bị ung thư đó là do con ăn sai thức ăn. Mà cái điều này là tất cả mọi tôn giáo, tất cả mọi khoa học không ai dạy con. Dạy vật dưỡng nhân, dạy vật dưỡng nhân. Nhưng mà con ơi, những người không mắc bệnh như con, họ đừng có mừng, họ chưa bệnh đó con. Họ không có hay hơn con đâu, họ không tài hơn con đâu, họ cũng không khỏe hơn con đâu. Tại vì khi con ăn động vật một thời gian thì trong cơ thể con nó có một cái cơ quan nào đó nó yếu. Thì giờ đây cái con động vật đó, cái đạm động vật đó nó tụ lại, từ từ nó phá đời con, nó phá hại cơ thể con. Thì những người khỏe mạnh thì họ chưa đó con, sẽ có một ngày họ cũng giống như con. Nhưng không biết là vú hay là thận hay là gan hay là tim hay là huyết áp hay là tai biến hay là thận, chưa biết. Nhưng họ sẽ có. Thí dụ như mẹ con ăn như con mà chưa bị như con, đừng tưởng mình không bị. Ba con ăn như con mà chưa bị như con, đừng tưởng là mình không bị. Hãy chờ đợi đấy nhé. Nếu giờ đây mà ba mẹ con mà hiểu ra, về nhà ăn cây cỏ mà hạt giống, thì với hy vọng sẽ không bị, chứ cũng chưa chắc là không bị. Vì mình đã phá cái cơ thể mình mấy mươi năm rồi, mình đã tàn phá cơ thể mình rồi, mà mình nói rằng mình không bệnh sao được. Vấn đề con bệnh ở chỗ là con đã ăn sai thức ăn, mà khoa học không cho phép con ăn, lời Chúa không cho phép con ăn mà con mới vừa đọc. Lời Chúa dạy con là ăn mọi thứ cây cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, chứ đâu có lời Chúa nói là ăn mọi con động vật trên khắp mặt đất. Mà mình đây là mình đi ngược lại lời Chúa. Chúa dạy mình ăn mọi thứ cây cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, mình ăn ngược lại, mình nói là ăn mọi thứ động vật bay trên trời, thú chạy trên bờ, cá lội dưới biển, chim bay trên trời, quất sạch. Trong khi đó Chúa nói là những thứ đó đâu được ăn, nó không phải thức ăn, nó làm đẹp cho vũ trụ và trang trí cho con người. Mà con ăn nó vào ngày hôm nay con mới lãnh cái bệnh này. Nọ những ca kế tiếp cha sẽ giải thích lần lần, thời giờ không có thì mình cha giải thích mỗi ca một chút một chút. Cha hy vọng rằng cộng đồng mạng sẽ hiểu được điều này mà từ bỏ chuyện này. Vậy cha sắc kẹo lại với con, con bị ung thư vú là do con ăn sai thức ăn. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, con phải trở về với một con người tự nhiên là ăn đúng thức ăn mà Đức Chúa Trời đã ban, thì Chúa sẽ chúc phúc cho con. Đó là niềm tin của cha. Vì niềm tin của cha dựa vào lời phán của Chúa là ngày nào các ngươi ăn động vật, các ngươi sẽ phải đền nợ máu. Con có đau đớn không? Đau đớn đó là đền nợ máu. Ngày nào các ngươi ăn cây cỏ mà hạt giống, các ngươi sẽ được Chúa chúc phúc. Thì nếu con hiểu ra chỗ này, con ăn chay trường, ăn cây cỏ mà hạt giống là tức khắc con được Chúa chúc phúc nha. Đó là niềm tin của cha, mà niềm tin nó dựa vào lời Chúa. Thì cha nhắc nhở con như đó thôi nha. Bây giờ cha đi tiếp phần 2. Phần 2 là phần làm hồ sơ. Ở trong này con có 3 hồ sơ. Hồ sơ thứ nhất là con có giấy chứng minh nhân dân, là xác nhận con là ở Khánh Hòa, thành phố Công an tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang, đã ký xác nhận cho con là người ở Nha Trang.
Điểm thứ hai là con có một cái giấy ra viện của bệnh viện Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện ung bú. Đó, con đã ra viện tháng 9 năm 2017. Và đến hôm nay là coi như là ra viện rồi là đi về luôn, không thuốc chữa đó. Phải vậy không? Từ cái ngày con vô nằm viện rồi con ra viện là con đi chết luôn á. Đi chờ chết. Người ta không nhận nữa. Nếu có cho là cho viên paracetamol đó. Thấy không nè, giảm đau. Vậy sao hôm nay con biết cha như này mà con theo vậy? Bỏ chạy đi liền. Như vậy thì rõ ràng con có một cái giấy ra viện mà giấy này là bệnh viện ung bú Sài Gòn là chạy test con rồi. Thì bây giờ con chạy về đến đây thì con lại có một cái giấy thứ ba nữa là giấy tra chánh sở đã giới thiệu con gì đây nha. Cha đọc giấy tra chánh sở cho con nghe nha. Con đọc chưa? Để cha đọc lại cho con nghe nha. Giáo phận Nha Trang, giáo hạt Nha Trang, giáo xứ Thánh Gia. Giấy giới thiệu: kính gửi cha chánh xứ dòng lớn, con linh mục John Bautista Hoàng Đình Ưng xin giới thiệu chị Maria Phạm Thị Hoàng Anh, sinh ngày 4 tháng 10 năm 1983, hiện cư ngụ tổ 1 Trường Sơn Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa. Là giáo dân thuộc giáo xứ Thánh Gia con đang phụ trách, chị đang bị bệnh ung thư và vú giai đoạn cuối. Xin cha và cộng đoàn thương giúp cho chị được trú ngụ trong thời gian điều trị bệnh. Xin Chúa ban muôn ơn lành xuống trên cha và cộng đoàn. Nha Trang ngày 7 tháng 6 năm 2018, linh mục chánh xứ ký tên đóng dấu John Bautista Hoàng Đình Ưng. Đây là cái giấy giới thiệu con đến đây để được chữa bệnh. Vậy cha nhắc con ngay chỗ này liền để cho quên. Ngày hôm nay khi con gặp một cái cơn bệnh lâm nguy như vậy thì điều đầu tiên cha nhắc cho con là con phải thương Chúa. Chúa chỉ cho con cái nơi này để cứu mạng sống con. Điều thứ hai, con phải thương cha xứ của con. Hả nè, ngày xưa con thương cha xứ một thì bây giờ con không còn thương một nữa mà thương mấy? Thương 10 là vẫn còn ít, thương mấy rồi đó. Hồi xưa thương một, bây giờ thương mấy? Thương nhiều cũng còn ít nữa. Thương nhiều vẫn còn số ít. Vậy thương sao? Thương hết luôn. Hả nè, cha sợ con không ký cho con vô nay con gặp được cha không? Con vô tới cổng là con cũng phải đi về thôi. Cha không biết con là ai hết á. Con thấy ghê quá không? Cha không biết con là ai cả. Nhưng khi cha thầy sở giới thiệu con rồi, tự dưng cha biết con là ai liền. Và cha cấp cứu con liền tại chỗ, chứ cha không nói là mày con ai, tên gì, nhà gì, số mấy, đường gì, nguyên chi, cha không có trả giá nữa. Con thấy điều này có phải là thương hết luôn không? Hả nè, thương hết cha xứ con luôn nha. Vậy con về con hãy ngoan hiền hơn, con sống đạo đức thánh thiện hơn để cha xứ con xứng đáng với một người cha thương con cái nha con nha. Đó là điều cha nhắc nhở con nha. Rồi con cũng nói với cha xứ rằng cha cũng cảm ơn cha xứ đã gửi con đến đây để chữa bệnh. Ngày nào con hết bệnh cha sẽ ký một cái thư hồi báo cho cha xứ con nha. Đó là phần của cha nha. Cha gửi lời thăm cha xứ con nha, nếu về ngoại gặp cha xứ. Rồi có cơ hội nào mà rảnh rỗi cho đi Nha Trang thăm cha con nha. Rồi không biết cha con chịu không? Chịu. Sao con biết? Vậy hả, chịu thì tốt nha. Rồi khi con vào trong này, vậy là hồ sơ con đã xong nha. Khi con vào trong này thì khi con có đủ bộ hồ sơ này thì vào đây cha cấp cho con cái thẻ bài đây. Thẻ bài này có địa phương xác nhận ở đây. Và khi con cầm cái thẻ bài này, con đến đây con khám bệnh, con trị bệnh 10 năm cũng không sao nữa. Không ai có quyền rầy con hết á. Nhưng con không nghe lời ban này nó đuổi con thôi, chứ còn người khác không ai có quyền rầy con hết. Thì con yên lòng mà khám bệnh nha. Không ai có quyền mà rầy con khi con cầm được cái thẻ này nha. À, chuyện kia đi. Vậy chỗ này là chỗ con bị đuổi nè. Chỗ này mà chỗ con không cẩn thận là con bị đuổi. Bây giờ con vào đây con xin khám bệnh thì có hai cái đơn. Một là đơn xin khám chữa bệnh.
Hai là giấy cam kết khám chữa bệnh nha. Bây giờ cha đọc cái đơn xin khám chữa bệnh cho con nghe. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Đơn xin khám chữa bệnh. Tôi đứng tên dưới đây là tên của con, năm sinh, ngày tháng ghi vô, cư ngụ tại đâu, chứng minh nhân dân của con, ngày cấp, nơi cấp, chức vụ, nghề nghiệp, số điện thoại, tôn giáo ghi vô hết. Nhìn nhìn nội dung nè. Hôm nay tôi làm đơn này kính xin điểm Hội Chữ Thập Đỏ yêu thương cho không, cho tôi được khám chữa tại phòng khám Đông Y Việt Y Đạo tại địa chỉ số 94 ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Lý do tôi đang mang căn bệnh, ghi căn bệnh của vô, căn bệnh là ung thư vú, là căn bệnh hiểm nghèo, tôi không còn tiền chạy chữa, nên tôi làm đơn này xin đến điểm Hội Chữ Thập Đỏ yêu thương cho không, cho tôi được khám chữa bệnh miễn phí. Đó là cái nội dung đơn con phải làm đơn. Và khi con làm đơn này thì con có hai cái lợi, một cái lợi cho con và một cái lợi cho ban viện chẩn. Cái lợi cho con là ngày con vô con khám bệnh là con được khám chữa không, không tốn tiền. Nhưng với điều kiện con phải ký vô đây. Thì nếu con không ký vô đây, mai mốt con ra viện nó đòi tiền con là con không có tiền trả. Bệnh này nó đòi bạc tỷ không con, nó không có đòi 5-3 triệu đâu nha. Bệnh này nó đòi tỷ không. Vậy khi con ký vô đây rồi thì con hết bệnh con hiên ngang đi về, không ai đòi tiền con. Người ta đòi con nói tôi mới ký hở mà không đòi gì. Đó nè. Một cái ký thứ hai có lợi cho cha mang viện chẩn để làm việc trên con, để xử lý bệnh của con là cha không có rủ con vậy đó, mà chính cha sở đã nắm tay con dẫn con về đây bằng cái giấy giới thiệu của cha xứ nha. Đó, đây là cái giấy mà cha xứ đã ký đưa con về đây, gửi con về đây để được chữa bệnh. Vậy cha và ban viện chẩn không rủ con nhưng cha xứ gửi con về đây để khám bệnh, thì khi con ký giấy này là mình được hai cái lợi đó nha. Vậy con thấy có nên ký không? À, nên ký thì con ký vô đây. Con ký vô đây. Ký ghi rõ họ tên. Cái ký này con này viết sao? Rồi. Bây giờ cái giấy này là cái đơn này con đã ký xong nha. Bây giờ còn một cái đơn nữa. Cái đơn nữa, cha đọc cái đơn này cho nghe. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Giấy cam kết khám bệnh. Ghi hết cái phần là lai lịch của con vô đây. Sau đó cái nội dung nè. Hôm nay tôi làm giấy cam kết này trước mặt cha Phêrô Nguyễn Nhân Tường là cha đây. Thầy Lương Nghi Du Xe Nguyễn Tấn Thanh. Thầy trực tiếp điều trị cho con. Y sĩ Margarita Phạm Thị Thanh Tâm trực tiếp điều trị cho con. Và quản nhiệm Dominico Phạm Nhân Tây trực tiếp điều trị cho con. Ba người này sẽ trực tiếp điều trị cho con. Sáng giờ con có thấy ba người này có điều trị con không? Trực tiếp rồi ha. Tôi hứa là tôi sẽ tuân thủ phác đồ điều trị nếu tôi còn chữa bệnh ở đây. Ngày nào mà tôi không chữa bệnh ở đây là tôi không tuân thủ. Những ngày nào tôi còn chữa bệnh ở đây là tôi phải tuân thủ. Nếu tôi làm sai phác đồ tôi bị đuổi. Cha nói cho con nghe, con đứa nó ăn cha cho nó ăn cháo trắng mà nó ăn lộn cháo thịt cho đuổi về đó. Nấu cháo vịt, bỏ con vịt vô, bỏ gạo vô, bỏ nước vô, nấu sôi lên, bỏ con vịt vô, nấu cháo ra ăn đuổi về, chưa có đụng tới thịt. Chưa có đụng tới thịt con vịt đó, chỉ cái cháo thôi đó nghe. Hoặc là đang ăn cháo mà ăn lộn cộng con muốn bị đuổi đó con. Thì cha nhắc con không được buồn nha. Ngày nào mà ban viện chẩn này cho con ăn cái gì là con ăn cái đó. Vì cái bệnh của con không được can thiệp nữa nha. Nếu con mà không nghe lời mà con tự túc can thiệp vào là ban viện chẩn này không lo đâu, không chữa hết nha. Nhưng khi con hết bệnh rồi con muốn ăn cái gì quyền của con. Khi con ra khỏi nơi này rồi, con ra viện rồi con muốn ăn cái gì cũng được, không ai cản con hết. Ngày nào con còn ở đây mãi mãi con phải ăn theo những người này chỉ cho con nha. Có thèm khát gì cũng phải dừng lại hết để chữa bệnh xong nha con. Và nếu tôi làm sai phác đồ thì tôi và người thân của tôi, gia đình của tôi không được thưa kiện thi cúng nếu tôi chết ở đây. Con phải làm cái lời cam kết này thì ban viện chẳng có dám chữa bệnh cho con.
Nói tóm lại một câu là con chết không ai có quyền thưa kiện hết. Tụi con không được quyền thưa kiện đám này thì cha mới chữa trị cho con được. Con đồng ý không? Chị đồng ý không? Mẹ nè đồng ý không? Chị là anh là cha nè đồng ý không? Rồi đồng ý thì ký vô đây nha. Con ký ngay đây. Chuyển qua cho quản nhiệm ký. Qua trang. Ba người này trực tiếp điều trị. Cha ký luôn nha. Rồi, ở trong này là mọi người có ký rồi nghe không? Nha. Mọi người ký trong này hết. Ai cũng ký hết rồi. Vậy thì bây giờ là tất cả mọi người này đang ký với nhau để mà giúp con. Thì con phải nghe lời những người này. Cha chỉ mong con có nhiều lắm thôi. Nha. Trong đó cha cũng ký để giúp con. Con có bị gì cha cũng phải chịu trách nhiệm. Nha. Vậy con đừng có bao giờ cãi lời những người này để con mau hết bệnh để con về quê hương con nha. Phần của cha làm giấy với con đến đây là kết thúc. Phần còn lại cha giao lại cho ban diện chẩn là ba người này sẽ cố gắng giúp đỡ cho con. Mỗi ngày họ sẽ cố gắng diện chẩn cho con nha. Còn cha thì ở đằng sau lưng cầu nguyện cho con. Cái điều đó cha làm hay lắm. Còn khám bệnh cha làm dở nha. Nhưng cha hứa với con là cha cầu nguyện cho con là hay lắm. Nha, còn cha khá mình dở nghe con. Rồi, vậy cha giao lại cho ban diện chẩn nha. Xin Chúa lòng lành phù hộ cho ban diện chẩn, phù hộ cho con nha, chúc lành cho con. Rồi con ở đây, con trị bệnh khi nào hết cha cho con về nha. Vậy ha, có ý kiến gì nữa không? Con xin ý kiến cha. Rồi, chị có nói gì không? Cảm ơn Hoài, nó công lắm. Thôi giờ tóm lại lo đi trị bệnh. Rồi, nhân danh cha và con và thánh thần. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Chúng con kể gì danh Chúa nhân từ cho các nạn linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi hàng trăm năm mặt Đức Chúa Trời sáng nay vui vẻ vô cùng. Nhân danh cha và con và thánh thần. Rồi, bây giờ mọi người hãy cố gắng thi hành nhiệm vụ của mình nha. Ok. Xin chào anh em nha.